mình có bà con ở ngoài Đà Nẵng luôn á, sống một thời gian ngoài Đà Nẵng luôn là ở đường Nguyễn Chí Thanh á. À, ở Nguyễn Chí Thanh thì lại gần nhà Thảo đấy. Vậy thì mình nên gì đó để mà coi phụ hai bé. À, nên vậy, mình nghĩ là nên vậy. Tại vì một người mẹ mà đơn thân thì rất là vất vả, thì mình nghĩ mình nên giúp một phần nào đó, một tay, hoặc giúp hết cũng được nữa, tùy. Thì đó. Tại vì mình nó cũng nói chung cũng gian dở một lần, thì cái mối tình đó lúc đầu mình nghĩ cũng là đậm sâu và mình nghĩ sẽ là bền lâu, nhưng mà yêu thương buồn vỡ thêm một lần nữa, thì sau đó là những ngày khóc như mưa thôi, đại khái vậy. Em rất là muốn hỏi câu này ở cả hai anh chị luôn là cái lần đổ vỡ đó đến thời điểm hiện tại là nó khoảng bao lâu, để mình coi cái độ nguôi ngoai nó được lâu chưa chị Thảo? Thì đã chia tay 7 năm rồi. À, 7 năm. Còn anh thì sao ạ? 10 năm rồi. Oh. 10 năm rồi. Nói đi cũng phải nói lại là nếu mà người cũ không đi sao người mới tới. Nhiều khi duyên mà, duyên phận mình đâu biết được đâu. Có khi là ngày hôm nay là người mới tới luôn nè. Là tới công chuyện luôn á. Tới công chuyện luôn. Trời ơi. Nếu mà bữa nay người mới tới là tới công chuyện luôn. Thì chỗ này là tới công người cũ phải đi thì người mới mới tới được. Những cái công chuyện về Đà Nẵng luôn. Công chuyện về Đà Nẵng luôn. Dạ đúng rồi. Hả? Anh Trương? Chốt không? Chốt đơn không? Chốt không? Chốt không? Không nghĩ. Anh chốt rồi đó. Khoan, chốt không? Anh Trương, mà mình đến đây mình hẹn hò chứ phải là mình đi chợ anh. Mình chốt đơn hơi nhanh. Chốt đơn. Chốt qua vé máy bay á. Thảo cao mấy mấy? Em cao 1m68. Không, vô sánh đôi thử coi. Cũng được ạ. À. À, cũng được ạ. À. Chốt nha, ok. Chốt nha, chốt nhận. Đúng kiểu kinh doanh luôn, chốt đơn. Thật sự á, người ta vẫn có một suy nghĩ là khi mà lập một gia đình mới, cái người sau á sẽ không lo được trọn vẹn cho con của người cũ. Nhưng cái điều đó không hề đúng nha. Tại vì cuộc sống này muôn màu muôn vẻ nha. Và con nít đáng được thương yêu. Thật sự như vậy. Cho dù con của ai, mình sẽ rất là thương yêu. Hứa. 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 Hứa cái này là trên sóng truyền hình luôn đó nha anh nha. Con nít á, nếu đã thiếu một người rồi thì nó đáng được hưởng cái phần còn lại đó. Tại vì con nít không hề có tội. Bởi vì người ta nói nếu cảm thấy không chăm sóc được cho cây thì ban đầu đừng cố tình gieo hạt. Thì nếu mà mình cảm thấy về lo cho được cho những đứa con của người sau được thì về. Nhưng mà đã quyết định về rồi thì làm sao cho coi được nha. Chứ lúc đó tôi vậy tôi hồi về dở quẻ là không được. Đó cũng là cái điều em trăn trở đó. Cuộc tình của mình nó đã đổ vỡ từ rất lâu rồi. Mà bữa nay mình gặp một người có cùng cảnh ngộ thì mình có những cảm xúc rất là đặc biệt.